Các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người mẫu súng thử nghiệm mô hình súng M4 Scott. Vì chỉ là mẫu thử nghiệm thôi, cho nên độ chính xác không được cao cho lắm. Ống ngắm này có thể ngắm xa 1 cây số đó nha các bạn. Hôm sau mình sẽ độ cho em nó bắn liên thanh luôn. Mọi người nhớ theo dõi nhé. Ok, chúng ta bắt đầu nhé. Các bạn chuẩn bị một ống nhựa kiểu như thế này. Cái ống này được cắt từ tấm bìa lịch cũ. Làm mô hình này bắt buộc phải có keo nến nhé. Nếu như không có keo nến mà chỉ sử dụng ốc vít không thôi thì nó sẽ không có in khớp và nó sẽ có cái độ gồ lên nên súng không thể nào bắn được. Các bạn dán keo vào như thế này, thành 5 lỗ vào cục. Các bạn dán keo lên 502 nhé, bởi vì chỗ này chịu tác động của lực lớn. Hai bên này nó giống như là đường ray để dẫn đường cho thoi đẩy.
thanh chữ L này là bộ phận để giữ thoi đẩy. Lô dây thun ở như thế này nó sẽ có tác dụng là luôn luôn đẩy cái móc hướng về phía trên để nó giữ được cái thoi đẩy. Chỗ này thay bằng thanh chữ L lớn nha các bạn. Bộ phận cờ này là do mình tự sáng chế đó nha các bạn, chứ không phải mình bắt chước từ video nào khác đâu. Đây là cái khung cơ bản của tất cả các loại súng. Chẳng hạn như là nếu làm súng AK thì cái băng đạn nó sẽ cong cong như thế này. Còn bây giờ mình sẽ làm súng M4A1. Mình xin nói trước là súng này nó không có hiệu quả, bởi vì cái vỏ súng nó không phải đúc một khối mà nó ráp thành nhiều thanh, cho nên nó sẽ không đảm bảo các chi tiết hoạt động chắc chắn, đương nhiên là nó sẽ không có hoạt động chính xác và tốt giống như là súng bằng nhựa khói hoặc là bìa carton.
cho nên là video nó không có sáng lắm. Đây là hộp tiếp đạn của súng. Mình đã lỡ tay xóa video làm hộp tiếp đạn. Hộp tiếp đạn bao gồm các miếng đã làm cái đầu cabin của xe tải. Các bạn dán giấy cứng ở phía trong thanh chính lỗ để cho nó được trơn nha các bạn. Mình thoa dầu để cho các viên đạn nó trơn. Khẩu súng phải thắng được lực ma sát giữa các viên đạn. Muốn như vậy thì phần thoi đẩy nó phải mạnh. Các bạn phải tăng độ mạnh của dây thun lên. Đồng thời các bạn phải thiết kế phần này thật chắc chắn, nó mới giữ được cái thoi đẩy. Sợi dây về vị trí cũ sau khi ta lên đạn. Như vậy là khẩu súng đã xong. Chúc các bạn lắp ghép thành công. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi ủng hộ mình nha. Lần sau mình sẽ làm súng bắn ly thanh. Còn bây giờ xin tạm biệt các bạn. Cảm ơn.